6 triệu tiền giống á. Không, cả tiền giống tiền kém á. À. Còn tiền công mình không tính. Còn tiền đầu tư mình không tính. Ví dụ như phân chuồng rồi đó, phân mình bỏ mình tưới rồi đây là mình không tính. Mà năm vừa rồi chị thu được 50 triệu ra. Rồi đẹp đẹp Tết nhờ chị bán cũng được 2 triệu. Đây gì trồng chưa được mấy sào, 2 sào hả? À? 2 sào rưỡi mà thu 50 triệu rồi đó. Giờ chị chen cái mối nhỏ nè. Đây nè. Không đến ra trồng năm 2 năm ngoái là ngon rồi. Ngoái ăn giá đúng bạc. Bà mấy. Tháng 11 là chị mới mua giống luôn á. Hai giá cũng còn được 10 mấy, 17, 18 mà. Chị bán là bắt đầu chị bán giá được 18 á. 18 mình nhớ mà do năm ngoái đợt đó vẫn đi đóng hàng đó nhiều năm. Bỏ có 6 triệu thu 50 thì thấy lời quá rồi. Chị dục ra luôn khác đi. Ra chị hốt chị đi đốt mà. Đúng rồi, chứ chị để trong lại vườn nó bệnh á. Không, chị hốt hết rồi kia, em thấy không? Chị làm đâu chị hốt hết á. Chị tin nó lay không? Nó lay chứ. Mày gớm lắm, tiêu mà cũng lay qua nó á. Đang lay ra được. Chuồng nằm ngói nói chuyện nó dành nhau đi mua vui như tôm á. Đứng. Ngoài thời tiết hôm nay thấy phiêu quá. Mưa gió lạnh biết chuyện nào mà. Không gì làm gì thấy nó đẹp liền, làm sơ như thế đẹp. Làm nó trống bông nữa. Dạ. Dạ em trống bông ở trên này rồi đó. Một anh trống bông là nó đâu có trống bông đâu. Mà ảnh hoàng chị ảnh làm không được. Ảnh làm chị với ảnh cái nhộn. Tại vì ảnh không có kỹ được. Không mà làm kỹ nó được vậy nó ra lâu. Mình không có thời gian, không có quay quần lại làm nữa. Thoáng bông nó ra bông nhiều hơn. Nó thoáng bông với lại bây giờ mình làm có một đợt một rồi cả năm mình đâu có làm nữa. Đúng rồi. Nên thành mình không làm kỹ mà qua sang năm mình không biết mọi cách. Rối tung tiền hết, giờ nó sủi như vậy hết thì rối tung rồi nè. Bây già hết rồi nè, chắc hết được rồi. Chanh, cái chanh đỏ cho ai tiêu thụ nha. Ba Tiền chị biết ông không? Ba Tiền trong đồ 7 á. Anh trồng chanh đỏ không mà anh bán ngang chanh ấy cho mấy. Ngang chanh tím mình cho mấy. Chanh nó dở hơn, thấy dở hơn. Đậu trái mà anh năng suất bằng chanh tím. Không hết khu cái gì. Mưa là bệnh. Mưa chị nói với em chị sợ luôn. Nó nắng á. Dạ. Nó nắng rồi mình ra nhìn ra nắng luôn luôn. Non luôn hả? Ừ. Sợ
Sợ nó bệnh gì? Cái đợt mưa đá ai cũng bệnh á. Đợt chanh được cái để lâu như vậy cũng sướng phần á, nó để lâu được. Mấy thằng trái cây kia em để lâu, để vài ngày cái là thấy cảnh là sầu riêng rồi đó, bờ đó là phải ớn. Nếu mà ăn á, ăn mình ăn á thì để lâu tốt, nó ngọt. Chê. Dài 1 tấn à? Đâu, 10 dài 1 tấn. Ờ, 10 dài 1 tấn à. Tại vì hồi chị bán là giá 3 ngàn, 5 ngàn. À. Ừ, là chị bán, cái đợt đó chị bán được 2 mấy triệu á. Và chừng sau này chị bán 8 ngàn, 10 ngàn, là chị bán được 2 mấy triệu nữa. Cái đợt mà cao nhất là chị bán 18 ngàn đó. 18 ngàn là đợt đó, rồi bán ngày dài ký, mấy ngày dài ký cho vui. À. Ừ, rồi bắt đầu là chị mới bán cái số mà 5 ngàn. 5 ngàn là chị bán ngày gần 2 tạ. Là cái đợt mà nó bắt đầu mưa đó. Thấy bông nhiều và đẹp à, phải ghiền à. Gòn cái gì thả tiêu xuống luôn hả? Ừ. Thấy trồng mùa nắng thấy sướng hơn trồng mùa mưa nha. Cái gì trồng mùa nắng cũng sướng. Đều mình cực cái tưới nước thôi. Góc to tính ra cái đàn dạng cũng phải được 3 năm mới chứ. Nếu chăm kỹ cũng 3 năm á chị. Thì nghe người ta nói chăm kỹ là 3 năm nè. 3 năm năm tới đó chị thả là bơ xuống. À. Là chị khá cái đó thì ăn trái bơ. Mà nghỉ 1 năm. Dạ. Chứ bây giờ với lại cái đất trồng cũng nó hư đất. Dạ. Bông đã chưa? Tiêu gì được mấy trăm trụ? Thì năm nay được có 100 quả trái à. Quái này chưa hạ ghê chứ. Nói chung trồng thật cắm hết là khỏe. Mà em thấy chị nhiều chị, em thấy không? Thank you.
con bò luôn. Tính ra cây mùa này 2 năm cũng dữ vậy. Chỗ nào thái thì thái vô luôn. Bọn bát ngát bọn. Trái đẹp. Trái nó đẹp nhìn ghiền à. Bà lẻ vô mua con thành trọt luôn mà. Mình không còn thành trọt, bà đi chiếc AB đi mua không? Ừ. Thấy chỗ nào bán rẻo. Mùa đáng là gì trồng rừng nhiều vậy? Thì có rừng nhiều lắm. Trời, Tết giờ chuyển đào chị bán. Ê, chẳng nói thật sự